Hello tất cả anh em nha. Lại là ngày cuối tuần, lại là ngày chủ nhật luôn. Thái vừa mới đi Hồ Trị An câu cá bằng đế và xin cá bằng đế về. Thì chưa gì vừa về tới nhà là trước cổng Thái là anh Thái ơi liền. Để ra Thái ra Thái xem coi ai kêu Thái nha mọi người. Ôi ai nha con. Anh Nhật đi đâu hả? Mua giùm em 50.000 lúa anh Nhật. Dạ. Gì vậy con? Ra đây anh. Anh vừa kêu cắt bỏ khúc gì? Khúc 50.000 lúa nè. À đem cá qua đúng không? Dạ. Ok ok. Để em vô anh thả luôn nha. Dạ. Chưa có chỗ thả luôn. Ủa cá này là cá gì em? Mấy màu gì? Dạ hắc bê luôn. Sao quay à thật quay đây mới thấy. Dạ. Mờ quá ta. Sao anh quay nó thấy gì vậy? Thấy không? Có đèn nó lên ánh xanh. À để anh vô anh thả luôn đi. Ủa phải em nuôi mấy vòng? Dòng xanh với lại cái này. Dòng đất nai á hả? Hát bê lu. À dòng xanh là hát bê lu nè hả? Để anh vô anh thả ra cho mọi người xem. Tại vì anh quay vô mà anh không thấy gì luôn nè. Xem bên này có thấy không? À ok. Kì. Hai cặp ha. Bữa hôm qua là bạn này bé này có tới rồi anh em, nhưng mà do Thái đang bận á, Thái kêu để có gì nay rồi ghé, thì bạn ấy tặng cho Thái một hai cặp hắc bê lu mà Thái cái hũ này nó đen thui à, Thái không thấy gì hết trơn á. Để Thái bô Thái thả vô hồ nha mọi người, chả biết thả đâu luôn. Chắc vô cái tan bự này luôn quá anh em. Thái ưu tiên hai cặp này vô đỡ đây nha mọi người. Tại nước này Thái cũng xử lý hôm qua rồi đó. Ok. Ra đây mới thấy được. Cái này đen thui à, mình không thấy được. Đây. À nó giống như Blue Tạc Răng quá ha. Hay là Black Master á. Sẽ giống dòng Black Master á ta. Phải không? Khác hả? HB Blue hả? Tại nó lên nền đen nó mới lên ánh xanh được. À sao anh thấy nó giống cái dòng Master bên kia kìa, Black Master kìa, em nhìn có phải không? Đây à, bên trong này nè, dán ra, dán mạnh ra luôn, không sao đâu. Nè, nó giống Black Master không? Giống quá ha. Ờ, nó cũng có cái mình, nó cũng có ánh á. Giống như anh nghĩ nó là Black Master luôn ấy. Đã không? Y chang luôn đúng không? À, anh nghĩ là như vậy. Ở dưới ở nhà là nuôi ngay chỗ nào ta? Nè, cái này cho trả em. Dạ. Nuôi lần trước. Lần trước hả? Dạ. Là nhà gần nhà của anh Dũng đúng không? Dạ. Rồi. Ok. Đó. Sao đi? Dạ. Sao? Nó ưu tiên vô cái tan bự quá hả? Ủa em biết anh này rút mi thấy cho nồi rồi hả? Dạ. Sao biết hay vậy? Hôm bữa cầu hay nuôi vui quá. Nuôi cái nuôi vui quá hả? Dạ. À, vợ bển khoảng bao nhiêu con, số lượng bảy màu khoảng bao nhiêu con? Đếm nhiều không? Là em nuôi hay nuôi? Dạ con nuôi. À, con nuôi hả? Dạ. Con nuôi nhiều lắm hả? Trời ba ơi. Nuôi lấy hồi con. Là sao? Là ba làm mấy cái vàng á, con nuôi. À vậy hả? Dạ. Giờ đưa bển quay được không? Dạ. Đi bển chơi được không? Coi cá được không? Em bé đang ngủ. À sợ em bé đang ngủ hả? Dạ. Thôi vậy bữa nào đó anh qua anh sẽ thăm. Em tên gì? Em tên Khôi. Khôi hả? Khôi mở khẩu trang coi đeo khẩu trang ngoài. Nè anh em, bạn Khôi nè anh em, rất là đẹp trai nha. Nay nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay học lớp 8. Lớp 8 là nhiêu tuổi ta? 14 à. Dạ. Lớp 8 nè anh em, một bạn Khôi nè. Bạn ấy thì ở trước khu vực trang trại của Thái thôi, nhưng mà nuôi cá khá là nhiều luôn, bảy màu khá là nhiều dầu mà cũng nhiều lắm á mọi người. Đó, từ cũng biết Thái từ rất lâu rồi. Biết là lúc anh vô mới vô đây em biết anh trong này không? Biết chứ. Sao biết hay vậy? Hay cổng quen quá.
À thấy mấy cái video đầu bên này là dạ, là biết anh quen quen đúng không? Dạ. Trời. Chơi cá lâu chưa? Mới chơi. Mới chơi hả? Chứ mới chơi được bao nhiêu lâu? Khoảng 4-5 tháng rồi. 4-5 tháng mà gây ra cá bể màu. Anh thấy bữa anh qua chạy ngang, anh thấy để một nhà luôn á. Trời ơi trời. Mà chủ yếu là nuôi hồ kính không à hả? Không, nuôi cái ăn chậu á. À cái chậu hả? Vuông á. Cái dòng đó, cái dòng bên đó là có ri bông không? Cái con đó giống có, đây nè. Có ba con, bốn con, hai dòng này. À, bên anh cũng vậy nè, có vài con ri bông thôi. Dạ. Còn lại nó không có ri bông nè. Tay bơi to không? Dạ. Con tay bơi to giống gì không? To. Không? Vậy hả? Dạ. À. Anh em thì hôm nay là Thái vừa mới đi Hồ Chí An về, có một bạn tên Khôi, nay là 14 tuổi rồi, cũng nhà nuôi cá bể màu khá là nhiều, cũng biết Thái từ những chai nồ trước anh em. Rồi qua đây thì tặng cho Thái hai cặp cá, đó là HB luôn. Và Thái thấy nó cũng giống như là Flash Master thôi mọi người. Nhưng mà Thái cũng không rành về bể màu đâu, anh em ai nói cá gì thì Thái chỉ nói cá đó thôi. Còn anh em nào mà xem hai cặp cá hồi nãy có biết dòng gì, chính xác dòng gì thì comment phía dưới bây giờ của Thái nha. Bây giờ cô Thái thì đơn giản ngắn gọn vậy thôi. Có tất cả các fan nè. Đây là thằng Bi nè, rất là song sáo nè. Đâu Bi mở mặt coi. Nè anh em thấy cu te chưa? Đang ngước mặt lên chú coi. Trời ơi đẹp trai chưa? Đó này là thằng Vinh nè. Nhiều fan lắm mọi người. Đó rồi hôm nay là có thêm bạn Khôi nữa. Ê, Khôi 14 tuổi thôi. Nói chung là để bữa anh sẽ qua bên nhà Khôi để anh quay cho mọi người xem bên nhà Khôi nuôi cá gì nha. Rất là cảm ơn món quà của Thôi. Tiếp theo thì Thái sử dụng một hũ lúa nha anh em. Thái sẽ cập nhật tình hình ngỗng bố, ngỗng mẹ, ngỗng ông, ngỗng bà cũng như là những bé ngỗng con cho tất cả các bạn xem. Tại vì những bạn trẻ yêu cầu và comment ở phía dưới video của Thái là cập nhật tình hình những bé ngỗng nè. Đây, những bé ngỗng của Thái thì hôm nay là dạng rồi nha mọi người. Để Thái lại, Thái lấy cái nắp anh em. Để đổ ra đất hồi chút xíu, hồi những mấy con ăn không có được. Đây, đây là cái nắp nè. Thái sẽ lấy cái nắp này, Thái sẽ cho những bé ngỗng ăn ha. Cặp kép. À, cặp. Dạ, Thái sẽ cho những bé ngỗng của Thái ăn. Anh em thấy mấy bé ngỗng con của Thái hôm nay là to rồi đúng không? Đấy, có những bé là muốn ra lông rồi mọi người. Muốn ra lông trắng á. Đây. Mập lắm anh em. Để Thái bắt một bé lên cho mọi người xem. Này cu te chưa? Đấy. Mấy bé vịt của Thái đứng me nè anh em. Lên nó me nè. Mấy bé ngỗng con của Thái cu te lắm. Có ra lông đuôi chưa ta? Chưa. Tròn ngụm luôn anh em này. Mập ú ngu à. Hủ lúa quá trời luôn mà ăn tốc độ ánh sáng luôn. Mấy bé vịt của Thái là bị con ngỗng kia nó đứng nó canh nó đuổi nha mọi người. Đó anh em xem nè, nó không cho mấy con bé vịt qua. Con bé này là hy sinh là không ăn luôn anh em. Con bé đứng ngoài bìa nè. Con bé này là con bé trống này, hy sinh không ăn luôn. Vịt của Thái bắt đầu cái lạng qua bên này. Me nè anh em. Me lên cái bé ngỗng này, nó qua đây nó me lại, nó không cho lên luôn nè. Anh em thấy ghê không? Nó để cho những con ngỗng con với lại những con ngỗng mà nó đang đầu đàn á anh em. Tại nó là nó đầu đàn, nó canh ghê lắm, nó đuổi nè.
để nó đuổi dịch của Thái kìa. Đó 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 đó, đó, đó. À, nó dí chạy kìa anh em thấy chưa, ghê chưa ghê chưa, để cho con nó ăn đó mọi người. Thấy thấy đụng chưa được. Hôm nay thì Thái làm video ngắn gọn đơn giản thế thôi. Hy vọng là video này sẽ mang đến những điều thú vị cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì Thái chúc sức khỏe, chúc bình an, chúc năm mới 2022 năm con cọp luôn dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.